Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức máy tính của mình. Clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuẩn hóa thông tin thuê bao cho mạng Viettel các bạn nhé. Thì để có thể cập nhật thông tin thuê bao cho mạng Viettel thì đầu tiên các bạn sẽ vào App Store hoặc là CH Play, các bạn gõ cho mình từ khóa My Viettel để tải cái ứng dụng My Viettel về máy. Thì cái ứng dụng này thì các bạn có thể cập nhật thông tin trực tiếp thông qua ứng dụng các bạn nhé, và không cần phải ra trực tiếp cửa hàng. Thì theo thông tin mới nhất thì vào ngày 31 tháng 3 thì những thuê bao mà không cập nhật thông tin thuê bao đồng bộ với cả cơ sở dữ liệu dân cư, tức là chứng minh nhân dân và họ tên ấy, không trùng khớp thì sẽ bị khóa một chiều. Do đó thì các bạn phải nhanh chóng cập nhật trước ngày 31 tháng 3 để tránh bị khóa SIM các bạn nhé. Thì sau khi mà tải về, các bạn mở app lên và các bạn đồng ý với cả gửi thông báo, sau đó thì các bạn chọn đăng nhập. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cho mình số điện thoại các bạn vào. Sau đó thì các bạn chọn đăng nhập bằng OTP. Hệ thống sẽ lập tức gửi cho các bạn một tin nhắn đến số thuê bao của các bạn, và các bạn sẽ nhập lại cái mã OTP. Tiếp theo thì các bạn gõ ấn vào xác nhận. Sau đó thì cái app nó sẽ thông báo là thông tin của quý khách chưa chính xác, thì các bạn sẽ bấm vào đồng ý để tiến hành cập nhật lại thông tin. Lấy căn cước ra và chụp giúp mình mặt trước, xoay ngang điện thoại này, chọn mặt sau để chụp này. Tiếp tục thì các bạn hãy giơ máy lên để chụp bằng camera trước. Máy sẽ quét cái chân dung, quét cái khuôn mặt các bạn để so sánh với cả chứng minh nhân dân xem nó có trùng khớp hay không. Các bạn hãy giơ máy lên, làm theo hệ thống chớp mắt. Tiếp theo các bạn đồng ý để lưu lại cái bức hình các bạn. Sau đó thì các bạn bấm tiếp tục. Sang bước thứ hai là bước thông tin khách hàng. Thì ở đây thì các bạn sẽ kiểm tra lại một lượt các cái thông tin của các bạn xem nó đã chính xác hay chưa. Thì các bạn nếu kiểm tra thì ok rồi, các bạn bấm tiếp tục giúp mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ ký một chữ ký xác nhận để và tích vào đồng ý với các điều khoản và cam kết là thông tin đã chính xác. Các bạn ký vào giúp mình chữ ký, sau đó bấm vào hoàn thành. Sau đó thì các bạn bấm vào tiếp tục giúp mình, thì hệ thống lại gửi một mã OTP đến số điện thoại các bạn. Các bạn nhập mã OTP đó vào, bấm xác nhận giúp mình. Bước kế tiếp thì là sẽ yêu cầu chuẩn hóa thông tin bằng cách là sử dụng video call và sẽ kết nối trực tiếp với cả nhân viên tư vấn của Viettel, và họ sẽ xác nhận lại cái bạn có là thật hay không. Đấy, cái đối với cả mạng Viettel thì nó lại phải có thêm một bước này nữa so với các mạng khác. Thì các bạn sẽ bấm OK để kết nối trực tiếp với cả tổng đài viên. Thì các bạn sẽ giơ điện thoại lên để họ có thể nhìn thấy các bạn, và chờ trong giây lát thì để họ xác nhận cái thông tin của các bạn là chính xác thì họ sẽ kết thúc cuộc gọi. Và sau đó thì họ sẽ bảo là sẽ gửi cho bạn một cái thông tin đến số điện thoại các bạn, tức là thông tin các bạn đã được phê duyệt. Thì các bạn chờ một thời gian, sau đó thì các bạn có thể kiểm tra lại cái thông tin đó ở trên app My Viettel, hoặc là các bạn có thể soạn tin theo cú pháp là thông tin thuê bao viết tắt TTTP gửi đến 1414 để kiểm tra xem là cái thông tin của bạn đã chính xác hay chưa. Và cái video của mình đến đây là kết thúc, và cảm ơn bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy like, subscribe kênh của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.